sao mày ưa cãi quá vậy? Tao biểu dọn xuống bếp thì dọn đi. Nhiều chuyện. Thưa bà, con... Tao nói đưa bà xuống bếp ở, nghe chưa? Quyên, cô điên rồi hả? Ai cho phép cô đưa má xuống bếp chứ? Anh biết gì mà tự nhiên nổi nóng. Ở trên này má anh không vừa lòng. Má muốn xuống bếp ở chung với con Hương. Tôi làm theo ý má mà anh nổi nóng làm sao? Không tin anh hỏi má anh coi. Cô thật là quá đáng. Chứ không phải ở nhà trên này cô không lo chăm sóc cho má, mà cô đi bài bạc suốt ngày suốt đêm, để má giàu đã thui thủi có một mình. Cô giao việc chăm sóc má cho người làm, trong khi người ta thì chuyển nhà bận biểu. Má cần gì cũng không biết nhờ ai. Anh không yên tâm thì ở nhà chăm sóc mẹ, chứ còn tôi qua rồi cái thời hầu hạ. Tự coi mình như con ở của nhà anh. Cô hãy nên giữ chút lòng tự trọng, là đàn bà đó mà đi thâu đêm như vậy. Anh nói sao chứ hôm nay còn sớm lắm, vẫn còn kịp để chào tạm biệt trước khi anh đi. Thôi thôi, hai con đừng có rầy ra để cho gia đình xào xáo không vui. Má xuống nhà sao với con Hương là được rồi, có nó đêm ngày hữu hỷ với má cũng vui. Đó, anh nghe chưa? Má à, nhưng mà ở nhà sao đó? Nhà sao sẵn bếp núc nước nôi, sẵn có người làm. Má muốn ăn, muốn sai biểu cái gì cũng tiện cho má. Mà tụi con đi làm thì cũng thấy yên tâm. Thôi, má quyết định rồi, tụi con đừng có cãi nữa. Hương à, đưa bà xuống nhà sao đi con. Má, má, cô đứng lại đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngồi xong cả đêm, tôi đau lưng lắm rồi. Muốn nói gì thì lên phòng mà nói. Cô... Nhanh, có đi không thì đi, tôi ngủ rồi nha. Ngày nào cũng như vậy, làm sao mà sống nổi đây? Ngoại ơi, ngoại đừng buồn nữa. Chuyện lục đục như vậy, nhà nào mà không có ngoại? Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, phải chịu đựng cảnh gia đình xào xáo. Cũng tại vì ngoại mà nên cư xử. Phải chịu ngoại chết cho rồi. Ngoại, để cho con cái nó được yên nhà, yên cửa. Ngoại, con thương ngoại quá. Lẽ ra ngoại phải được sống yên vui tuổi già, vậy mà, nhưng con thiệt là không hiểu sao bà chủ lại đối xử với ngoại như vậy. Cách là cách ngoại vô phần, vô phước. Có một thằng con thôi mà nó cũng không được hạnh phúc anh em. Làm cha làm mẹ mà như vậy tiếc là khổ tâm hết sức. Ngoại nào có xa gì tấm thân ngoại già nuôi. Sống chết từng giờ cô đáng chi đâu, miễn là con cháu vui vẻ mạnh lành là ngoại đăng. Không đòi hỏi gì hơn, nhưng con ngờ đâu từ ngày sanh con Phụng, giờ thằng hai nó thay đổi tánh tình, làm cho gia đạo bất hòa. Con thương ngoài già hiếu hắt một thân, dù trong cửa rộng nhà cao, thương cho ông khổ nhọc mỏi bề, lại mang nhiều tâm sự chất chồng. Thương con nát lòng xé ruột, nhưng biết làm sao. Ngoài ơi, con dai mượn tiếng ngoài thân thương để sưởi ấm lòng con trong cuộc đời có
đọc. Càng ngày cô càng quá đáng. Cô muốn gì đây? Tôi đâu có muốn gì, mà tôi muốn cũng đâu có được. Nếu tôi nói ra cái điều tôi muốn, liệu anh có làm cho tôi vừa lòng hay không? Cô đừng có kiếm chuyện xa xôi bóng gió. Tôi muốn nói chuyện bổn phận của cô với gia đình, với má và hai đứa nhỏ kìa. Anh bận nhiều việc quá rồi anh quên, hay là lớn tuổi rồi bắt đầu anh lẫn? Hai đứa con cộng lại thì nó cũng nhiều hơn tuổi của tôi rồi. Tuổi nó đâu cần tôi lo. Thằng Chí thì suốt ngày chúi mũi vào đóng sách vở, không thì ôm cái vi tính. Còn con Phụng thì tối ngày bận biểu với đám bạn bè, về tới nhà là nó ôm lấy cái điện thoại, hết nhắn tin rồi nấu cháo. Còn má anh thì tối ngày có nói gì tới tôi đâu. Tôi khỏe lắm anh à. Tôi chỉ cần viết cái số điện thoại lên trên bảng, ai cần thì kêu. Nhưng mà điện thoại cũng đâu có ai gọi tôi đâu. Anh lại càng không. Bên ngoài tiền bạc có anh lo, chuyện trong nhà có con Hương nó lo. Anh muốn tôi làm gì nữa? Cô thôi cái giọng vô trách nhiệm của cô đi. Tôi thật không ngờ cô có thể nói ra những lời nói đó với vai trò của một người phụ nữ trong gia đình. Tôi thất vọng vì cô quá. Thất vọng? Tới bây giờ anh mới thất vọng sao? Chậm quá vậy. Tôi tưởng anh thất vọng về tôi từ khi thằng Chí mới vừa được 6 tuổi. Còn tôi thì lại mang thai căn nhà này đây. Còn em ấm thuần hoa, có một người vợ ngoan.